con thiết tha gọi mời vì ai vì ai. Vì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì khi nắng xuân sang lời buồn ngọt đầy thâm thi. Em bước sang ngang đợi chờ một điều gì kỳ như lúc ban đầu. Và giờ em khóc thì cũng chẳng để làm gì, đâu phải cho anh chuyện tình mình mà làm vì em đã trao ai dòng tình tràn đầy cầu kỳ. Những tháng vì ai, vì ai.